biết như ngày vẫn trôi. Ngồi trong phòng tôi, ngồi trong phòng tôi, vấp chiếc phone vào góc phòng tôi, lại thấy lòng trống không. Một ngàn tin nhắn và vài chục cuộc gọi nhớ, lại những tấm hình xóa phòng của một vài năm trước. Có một người vội bước mơ nhạc lên trong lòng, dù lời nhạc tôi viết hơi dài dòng. Ngồi nghe em hát về cuộc tình vừa nát, nhưng chưa một đêm vắng nào thôi mơ em. Chưa dậy xem có gì trong hòm thư vậy. Một vài tờ báo, một vài tờ quảng cáo.